Xin chào tất cả các bác nhà. Đây, hạt sen đã về đây ạ. Sen này gọi là sen cung đình nha các bác nhà. Một gói như thế này, nguyên bao bì hàng của Thái Lan, được 10 hạt các bác ơi. Và nó chỉ có một màu, đấy là màu hồng thôi ạ. Đây, hàng 3 chữ A nha các bác nhà. Với cái sen này thì các bác có thể trồng trong chậu hoặc là trồng trong ao được. Vì cái sen này thì chúng ta chỉ ngắm hoa thôi nha, bởi vì nó sẽ không phải là cái loại lấy hạt đâu ạ. Sen này chỉ ngắm hoa thôi, chúng ta chỉ để ngắm cho đẹp thôi nha. Và mùi thơm cũng rất là ok đấy ạ. Đó, sen cung đình nha các bác nha. Đây, bác nào hỏi sen cung đình thì đây là sen cung đình đây. Một gói này được 10 hạt. Đó. Đây ạ. Các bác chơi sen thì các bác mua loại này, bông to nhiều cánh này. Đó. Và có màu hồng, chỉ có một màu đó là màu hồng thôi.